Đây, chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục lại gặp một sư nữa rồi mọi người ơi. Đây. Đó, đây chính là những sư mà đi cùng với thầy Minh Tuệ á. Bây giờ thì lại tiếp tục gặp vị sư này. Thì em sẽ lên xem là sư này bây giờ muốn đi đâu nha. Rồi, chào sư nha. Rồi, ủa sư đi một mình cơ hả? Sư có nhận ra em không? Không biết hả? Ủa sư lại đi cùng với thầy Minh Tuệ lâu chưa? Đi 7 ngày. 7 ngày mà không biết em. Trời ơi, em là không có nói chuyện là YouTube. À không có nói chuyện hả? Vâng, hôm nay ủa, thế là sư là xuống đây là đi lúc đấy đi với ai? Hôm nay một mình không. Ủa nhưng mà lúc bỏ xuống là phải 2-3 người chứ? Đấy. 2-3 người chứ? Thì không đưa câu về địa phương. À đưa địa phương hả? À vâng, mà cũng may có sư Huynh đây. Ủa anh là người đây ạ? À có sư Huynh đây thì hôm nay cũng đang đi cùng với sư này thì đang cùng với thầy Minh Tuệ. Ủa hôm nay là đưa về địa phương là đưa về đặt đâu anh? Đưa về đặt đâu sư? Thì mình ở đâu là đưa mình về đó. À bác công đưa lên mạng mà không phải đắp mấy cái gì. Dạ. Vậy bây giờ sư đi đâu đây? Chỗ ngủ chứ. Ủa bây giờ ngủ ở đâu? Rồi bây giờ sư lại đi qua bên. Ủa nghĩ đi ở đâu vậy anh? Đây bây giờ là tiếp tục đi qua nghĩa địa ở. Ủa giờ bây giờ sư tiếp tục hành trình đi đâu vậy? Thì đi vô miền Nam. Ủa nhưng mà có biết thầy Minh Tuệ ở đâu mà lại đi vô miền Nam? Thì không biết nữa, thầy mình có đi nữa không? Nhưng mà có sợ lạc đường không sư? Đấy. Có sợ lạc đường không? Có sợ lạc đường không? Không sợ. Thầy mình đi tu tập mà có thầy cũng được mà không có cũng được thôi. À là bây giờ không có thầy là mình đi một mình. Không, nhưng mà mình đâu, mình nhưng mà sư nãy ăn gì chưa để em đi mua, em chạy đi mua cho. Uống nước nha sư. Dạ, có nước thì không? Có nước ạ. À? Dạ vâng. Đây bây giờ sư đang đi một mình. Đó, sư đang đi một mình bởi vì là bây giờ sư có nói rằng là không có thầy Minh Tuệ nữa thì sư sẽ chọn đi một mình mọi người nhé. Bình thường ấy thì giờ này á thì sư Minh Tuệ cũng đã có chỗ nghỉ ngơi. Đó mà bây giờ thì sư này bây giờ vẫn đang đi tìm chỗ nghỉ đêm nay. Đó. Đêm nay là mình tính sẽ nghỉ ở đây à sư? Dạ, hôm nay sư chắc kiếm bãi đất trống rồi sư nghỉ lại đêm nay. Để cho mọi người có thể thấy rằng là sư bây giờ đang đi một mình à mọi người ạ. Ngoài dưới là công viên à. Nếu mà thế thì qua bên kia nghỉ sư. Bên kia kìa, bên kia có vẻ là sẽ rộng rãi hơn kìa. Đó, giờ sư cũng chuẩn bị đi qua đường để đang đi kiếm chỗ nghỉ ngơi mọi người ơi. Ôi, sư một mình nếu mà đi 2-3 người cũng đỡ hơn. Một mình thì một mình sư ở lại đây rồi có sư có lo điều gì không? Bình thường mình có gì đâu có mà mình đỡ. À. Có mạng là cái đầu cũng tiện lên đây. Vâng. Dạ. Rồi sư vẫn tính là sẽ đi một mình tiếp tục đi hướng về miền Nam ạ. Đi gặp thầy Minh Tuệ là mình đi trốn, còn không gặp thầy Minh Tuệ đâu. À. Dạ. Rồi sư có nghĩ trong tâm mình là sẽ gặp được thầy Minh Tuệ không? Thì mình cũng không biết thế mà. Nữa là gặp lại thầy mình á là mình đi chung, còn không gặp á là mình tự cũng đi tự tu. Dạ. Nhưng mà mấy tháng mùa mưa thì kiếm chỗ được rồi đường hơi đông xe. Với sư này một đoạn mọi người nhé. Đó, bởi vì là bây giờ đang kiếm chỗ để đi vô nghỉ ngơi. Em cũng sẽ đi vô đây với sư một đoạn. Là sư hôm nay là vô nghỉ chỗ này luôn đấy ạ. Dạ vâng. Ủa là sư đến đây là lúc buổi sáng nay hả sư? Hay là hôm qua? Sáng nay. À sáng nay. Rồi. Cũng em cũng đang hôm qua cũng vừa ở đó xong em chạy đi chứ. Hôm qua ở ngay chỗ Huế đó. Đó xong rồi là lúc đó thấy lộn xộn quá đi thế là lúc đấy em bảo thôi để em di chuyển để đi vô bên trong. Đó thì hôm nay ở đây cũng có một mình sư à. Thì chắc là sư sẽ nghỉ ở lại đây mọi người ạ.
Nhưng mà sợ đêm sợ có mưa không sư? Mưa lấy cái bạc mình chậm lại. Mưa lấy cái bạc chậm lại. Đó, để cho mọi người thấy là bây giờ còn mỗi một mình sư à. Tự nhiên em đi xa xa mà em nhìn bộ đồ em lại nhận ra. Ủa vậy là sư hay đi phía sau đúng không? Dạ. Ở ngoài này cũng sạch này sư này. Đó, ở ngoài này cũng hay là rô bên trong này xíu. Dạ. Đó, bên này thì cũng chỗ sạch sẽ ngủ đêm nay thì có thể là ở lại đây. Sư thì có mua thì em đi mua cho. Sư thì có uống nước không? Nước ở đấy còn ít mà, tí em ra mà kia em mua cho. Nước với sư có ăn gì không? Dạ không đâu. Sư em ra mà kia em mua giúp cho. Vậy thì ra ngoài kia em mua cho sư thêm một chai nước nhá. À, nước là câu có đây thì. À, có đây rồi. Tưởng là không có nước rồi là để em mua cho. Chứ mất công một đêm là ở đây biết đi không biết đi đường nào mua ấy. Dạ dạ. À, sư thư pháp danh là gì ta? Là Minh Pháp. À, Minh Pháp. Dạ, sư Minh Pháp. Đó, hôm nay sư Minh Pháp thì đang tá túc ở lại nơi đây một mình mọi người ạ. Bởi vì là hôm qua là em cũng nghe bảo là mỗi nơi là có 2-3 sư mà ta, mà hôm nay sư lại đi một mình. Đó, một mình. Rồi, mọi người vào làm chi cho. Cho sư. Dạ. Thì cho sư nghỉ ngơi ở đây một xíu mọi người. Biết cũng không hay. À, sư đang chuẩn bị bạt để ngồi nghỉ đêm nay á mọi người. Mong sao là không có mưa sư ha. Không mưa gió xuống rồi lại khổ nữa. Có mưa thì cũng rước thâu chứ. Cái hạn của mình là mình trắng cần thiết. Mưa mình cũng không sợ à sư? Trắng cần thiết. Còn mình cũng đi dâm mưa giải nắng đâu, trừ mình bao không gì nữa. Vâng. Ủa là sư là cũng ở đây luôn ạ? Sư là người công dân đây luôn. Người Đà Nẵng. À, người Đà Nẵng. Nên là họ mới chở mình về Đà Nẵng. Dạ. À, đó, thì bây giờ sư nghe nói là sư tiếp tục đi vô miền Nam. Đó, hôm nay là sư ở đây có một mình à mọi người ạ. Đây là sư Minh Pháp nhá. Đó, một mình sư ngồi lại nơi đây. Hy vọng là xem mọi người sẽ không biết ấy. Biết là lại phiền lại khổ cho sư. Tí nữa thì sư có cần một cái gì đó không thì bảo em nhé, em chạy ra đây em mua cho. Dạ. Có xe mà hôm bữa cũng đồng hành cùng với thầy là ở từ ngoài Nghệ An á. Dạ. Vâng. Cần em thì không cần gì đâu, có cái đàn nó đỡ mũi á, cái gì đó đằng sáp. Nến hả? Nến hả? À, vậy tí đi. Tí em chạy đi mua cho 4-5 cây nhá. Dạ. Vâng. Một cây thôi là được rồi. Một cây à? Mua cho 4-5 cây cho sư rồi đêm ngủ rồi mình ngồi đỡ mũi. À, là đêm mà mình ấy đèn cây hả sư? À, mình thắp lại nghe cho nó đỡ mũi. À, vàng rồi xíu nó để em ở đây nói chuyện với sư một xíu để em chạy ra mua lấy mấy cái nến rồi về thắp ở đây. Mua thêm cái hộp quẹt nữa. Rồi có mua thêm nước không sư để em ra đó ở đó đây. Được rồi, ba chai nước là uống là được. Vâng. Sợ là chỉ không có đủ nước để uống á mọi người. Để không sửa cái y. Rồi, để thầy sửa cái y đã. Đang sửa cái y cả. Đó thì là ngủ mà giờ này tối ngủ lấy tiện quá rồi chứ. Dạ. Tối dạ. Ngủ lấy tiện quá rồi chứ. Ngủ tới ngủ cho mát. À, tối nó có nóng quá xuống sông lên đây ngủ đây. Đây ở đây cũng là một cái địa chỉ cũng mát mẻ lắm mọi người, ở bên một cây cầu. Dạ, ở đâu ạ? Không, ở đấy chỉ là nhiều người biết ấy, mất công mà lại phiền cho sư. Em đừng qua anh nhé. Dạ, ok, bây giờ em móc qua. Đó, thì hôm nay thì bọn em cũng đang di chuyển đường từ ngoài Huế vô mọi người. Thì cũng có gặp sư ở đây. Bởi vì hồi nãy thì cũng có mấy anh em ở trong kia thì cũng có alo thì có sư Nhân Trí đã đến trong Phú Yên rồi. Em đang đi trên đường vô Phú Yên thì cũng trên đường đi vô thì lại gặp sư Minh Pháp nên là em đã ở đây với sư. Rồi xíu nữa thì em sẽ đi ra ngoài kia mua cho sư vài cái nến đó mọi người. Đó, để cho sư là một cái địa chỉ cũng an toàn thôi. Sư đang thay y á này, thì xíu để sư ấy xong rồi anh quay. Bây giờ sư cũng đang ngồi nghỉ ở đây mọi người ạ. Em cũng không có nói địa chỉ mọi người nhé. Bởi vì là em cũng đang di chuyển thôi mọi người. Thì vô tình gặp sư Minh Pháp thì em cũng sẽ ở đây để hỗ trợ một xíu. Tí nữa em sẽ ra kia rồi mua vài cây nến đó, cho sư thắp cho đỡ mũi. Rồi, chào mọi người nhé.